kiếm ít tiền nào. Kem đây, kem đây, ở đây nè. Hôm nay nóng quá. Kem đây, kem đây, kem đây nha. À, kem kìa. Xin chào, cho một cây kem nha. Này, chàng cao bồi, không thấy hả? Xếp hàng ở đây nè. Cái gì? Một kem dâu tây nha. Được thôi. Một kem Việt Quốc nha. Đợi mình chút nha. Chúc ngon miệng. Wow, tuyệt quá. Cảm ơn. Wow. Cho mình một cây kem vị chuối nha. Có ngay. Tự nhiên nha. Wow, ngon tuyệt. Một kem vani nha. Chọn hay á. Chúc một ngày tốt lành. Cảm ơn. Tuyệt vời. Cuối cùng, cho mình một cây kem dâu nha. Xin lỗi nha, đến giờ ăn trưa rồi. Công công bằng. Được rồi, vậy thì mình sẽ tự làm kem luôn vậy. Mình chọn Việt Quốc. Xin lỗi. Cho mình một cây kem với. Được rồi. Cảm ơn. Tuyệt vời. Kem dâu. Xin lỗi. Một kem dâu cho mình nha. Được rồi. Cảm ơn. Lần này mình sẽ làm kem cho mình. Đưa kem ra đây đi mà. Mình gọi cảnh sát đó nha. Không không, đừng gọi cảnh sát mà. Mình sẽ làm mọi thứ cậu muốn. Được rồi, vậy thì giúp cho mình làm bánh đi. Bánh quy, dễ thôi mà. Bắt đầu thôi. Thêm vào chút màu nào. Đúng rồi. Đúng
giờ nướng lên thôi. Sắp xong rồi đó. Bánh quy chín chưa? Bánh quy. Nên đi trang trí xe kem của mình đi. Rất sẵn lòng. Mình là thợ trang trí giỏi nhất trái đất đó. Mọi thứ cậu làm đều không biết cả. Được rồi, cậu sẽ giúp mình đi hái quả. Cố lên. Được thôi. Wow, nhiều quả quá đi. Tuyệt vời. Bữa trưa đến rồi. Mật ong. Phổ biến. Lạ ghê. Mình có cam nè. Mình có táo nè. Tuyệt, đến lúc quay về rồi. Đúng. Đến lúc làm kem rồi này. Máy làm kem của mình bị hỏng rồi. Mình biết nên làm gì rồi. Trình tố đây, trình tố trái cây thơm ngon đây. Cái gì? Tớ
xin chào, Mộc xin tô chuối nha. Được thôi. Ngon quá đi. Cái gì? Wow. Cảm ơn cậu, cậu đã cứu cửa hàng này. Mộc Ly xin tố cho cậu. Ngon tuyệt.